Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Hiện tại Thanh Phú đang ở huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre, cũng nhân dịp chuyến về miền Tây. Thì cuốn video hôm nay Thanh Phú có ghé lại vườn bonsai của Ánh Cái Mơn, và cũng để chia sẻ một vài hình ảnh cũng như một số tác phẩm bonsai có tại nơi đây. Trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em là một không gian khu vườn bonsai cũng khá là rộng. Đặc biệt nơi đây nhiều tác phẩm tùng, từ những hàng bưng bê đến hàng xây kích lớn, và đâu đó cũng vài chủng loại. Có những tác phẩm tùng, có những cái bộ cốt đẹp về chủng loại như kim cương và Đài Loan, tùng la hán cũng khá là nhiều. Đặc biệt có một số tác phẩm tùng hàng size lớn, hàng size khủng ấy quý vị. Rồi để tiến hành chia sẻ và giao lưu bonsai, Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem hết cuốn video này, và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Và nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý với tác phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp với nhà vườn để giao lưu. Chào em. Dạ em chào anh Thanh Phú và chào tất cả anh chị em mình trên kênh anh Thanh Phú nha. Thì hôm nay anh Phú cũng có dịp về miền Tây, ghé vườn quay chia sẻ cho em nhiều tác phẩm, thì cũng rất mong anh chị mình đón xem và ủng hộ nha. Địa chỉ nhà vườn em là ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, số điện thoại là 0975 28 2803 nha anh chị em. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu mình đi vào chi tiết bonsai. Dạ, cây đầu tiên đến anh chị em mình, một cây tùng la hán nhánh trực đây anh chị em mình ơi. Tùng la hán. Dạ. Cây này hoành khá to nha, cốt thì nuôi liên lạc hết. Cây này hoành cũng khá to. Nhân dịp Thanh Phú vào đây, anh chị em cùng xem bonsai và tham khảo để giao lưu với nhà vườn, chọn ra cho mình những tác phẩm ưng ý. Mặt đế ha, mặt đế đẹp quá em ha. Dạ. Tay cành nuôi rất lóc rất là to nha anh chị em. Về tán thì làm cũng khá là chi tiết hết rồi ha. Dạ. Những cái size này cũng khá là lớn. Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm phía bên này. Một cái bộ cốt khá là nạt, về mặt đế là trải bốn bên rất là đều. Và để biết rõ hơn về cái thông số cũng như kích thước, sau đây Thanh Phú mời anh chị em mình cùng tham khảo. Dạ em xin phép đo thông số cho anh chị mình xem nha. Hoành ngay vị trí này của cây là 1 mét nha anh chị em. 1 mét. Dạ, hoành 1 mét. Hoành ngay thước. Chiều cao là 1m1 ạ. Cao 1m1. Hết tàn của nó là 2m40. 2m40. Dạ. Bộ tán khiếp quý vị. Rồi anh chị em mình cùng xem tổng thể. Dạ. Thì hôm nay em lên các tác phẩm to, anh chị em mình mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp qua giúp em nha. Em xin phép không báo giá cho. Đúng dạ. Rồi. Có một số tác phẩm bonsai thì anh chị em mình nhấc máy lên để liên hệ nhà vườn tham khảo để biết thêm về giá. Rồi vẫn tiếp tục. Đây tiếp tác phẩm tùng nữa nha anh chị em. Tùng cũng khá to, hoành. Một tác phẩm tùng nữa quý vị. Bên em thì đặc biệt là tùng và mai chiến thủy đồ rất là nhiều cho anh chị em mình lựa chọn nha. Chuyên tùng, dạ. Rất nhiều tùng. Tùng nhánh trực. Cây này bộ đế sẽ chia sẻ hết khu vườn, anh chị em cùng tham khảo. Dàn Đây dàn cành, cốt cán, dàn râm. Dạ, tháng là tương đối hết rồi. Hàng sạch sẽ hết nha anh chị em. Cây này đang vót cái ngọn lên ha. Dạ. Tới mình dựng cái chủ chỗ đó cũng rất là đẹp. Về mặt đế cũng khá là to, cũng trải đều. Cây này cốt liền cốt với quý vị. Phần tàn thì quá ok cho anh chị mình về chơi. Ok rồi. Dạ. Phần tán cũng như là chi tiết ra form hết rồi. Rồi tiếp tục mình chia sẻ về thông số, kích thước. Cái hoành ngay vị trí này là 75 nha anh chị. 75. Hoành 75. Khá là to. Chiều cao của cây là 90. Cao 90. Hết tàn là 1,5 m nha anh chị em. Tán 1,5 m. Dạ. Thì cái này em cũng xin phép không báo giá cho anh chị mình nha. Rồi anh chị em mình thông cảm, có một số tác phẩm bonsai không báo giá. Rồi vẫn tiếp tục. Đây vào tiếp Tùng Kim Cương cho anh chị em mình đây. À Kim Cương. Dạ. Tùng Kim Cương. Dạ hàng này là hàng ghép nha anh chị em. Gốc là hán. Cốt là hán, ghép dạ. Kim Cương. Ghép Kim Cương. Nhưng mà chọn bộ cốt đẹp, cốt lắc. Phơm tàn dày kính, nó đang bung lọc non rất là đẹp luôn nha anh chị. Dày mình hết rồi ha. Chị em xem phần cốt. Bộ tán này là quá dày rồi. Dày đẹp rồi quý vị. Mặt đế này là cũng hết chậu ha. Dạ. Đế cũng hết chậu rồi quý vị. Rồi mình chia sẻ cái kích thước. Hoành là 45. 45. Hoành ngay thước. Cao là 90. Cao 90. Hết tàn của nó là 1,3 m nha anh chị em mình. Tàn 1,3 m. Dạ thì cây này là cây số 3. Thì giá giao lưu với anh chị em mình là 24 triệu nha. 24 triệu. Dạ. Rồi anh chị em mình có nhà ý thì hãy nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp nhà vườn để sở hữu tác phẩm. Dạ, là nó đi theo chậu luôn hay sao? Dạ dạ theo chậu luôn á. Bao theo... ship luôn chậu luôn. À hình thức là theo chậu và bao ship. Dạ. Bao ship. Rồi ok. Rồi anh chị gửi đến tiếp cho anh chị mình là hai cây Tùng Kim Cương đây. Tiếp tục cũng là Tùng Kim Cương. Dạ. Anh thấy hình như cái cặp này nó cũng tương xứng quá ha. Dạ. À nó cũng tương xứng cái cặp này về kích thước, về chậu cũng khá giống nhau hết rồi. Hàng là cốt Đài Loan. Cốt Đài Loan. Ghép Kim Cương. Ghép Kim Cương. Dạ. Anh chị em cùng xem từ mặt đế và đường thân. Có những cái đoạn co rất đẹp. Co lắm. Dàn tán cũng khá là dày rồi. Hàng là sạch sẽ từ gốc đến ngọn luôn. Không có trái, không bị hết nha anh chị. Đúng rồi. Cốt này hay. Cốt này nó lắc cái đoạn thân này đẹp. Quá đẹp mắt. Tuyệt vời ha. Sắn, dạ. Sắn lên quá tuyệt vời. Mặt đế trải. Rồi tiếp tục về thông số. Hoành là 55 nha anh chị em. Hoành 55. Hoành 55, chiều cao là 1,1 m. Cao 1,1 m. Hết tán của nó là 1,25 m. 1,25 m. Dạ thì giá giao lưu với anh chị mình là 160 triệu một cây nha. 160 triệu một cây. Dạ. Là cây theo chậu. Dạ cây theo chậu. À có bao ship không? Dạ có. Có bao ship. Dạ. Rồi anh chị em mình cùng để ý. Tiếp tục cây bên trong. Cũng hàng này thì bên em có số lượng là 4 cây nha anh chị em. 4 cây. Dạ, 2 cặp. Rồi tiếp tục anh chị em mình cùng ngắm tổng thể. Cũng là Kim Cương ghép. Dạ. Cốt Đài Loan. Này cốt khá to nè. Hoành thân sắn này chỗ này khá là duyên nha. Được chất lọc những cái bộ cốt đẹp. Đây anh chị em muốn xem gì mặt đế. Cái dàn tay đã lực rồi ha. Dạ. Dàn tay quá lực. To lực. Phần xoắn lắc. Xoắn lắc. Từ gốc tới ngọn luôn. Lên tới ngọn lên tới trên. Đẹp quá. Ồ, mặt đế đứng rất là vững. Trải đều. Rồi tiếp tục mình chia sẻ về kích thước. Hoành là 56 nha anh chị em. Hoành 56. Chiều cao của cây là 90. Cao 90. Hết tán là 1m40. Tán 1m40. Dạ thì giá cũng là 160 triệu nha anh chị. 160 triệu bao ship luôn chậu. Dạ. Rồi vẫn tiếp tục. Tùng tiếp nha anh chị em mình. Tùng này là tùng la hán nhưng mà tùng trái nha anh chị em. Tùng trái, dạ. Tùng la hán. Thân lắc đẹp. Lắc, cốt lắc. Mà nó có những cái đoạn dẹp khía lắc chạy rất khéo. Đây là mặt đế. Cái đoạn lắc này nó hay đúng quý vị. Nó vặn lên trên. Rất đẹp mắt. Cốt cành, xương râm cũng đã được phân tán rõ ràng hết rồi. Dạ. Cây cũng khá hoàn thiện. Khá hoàn thiện. Thấy mặt đế không? Trải. Hoành vĩ tính này là 66 nha anh chị. 66. Hoành ngay thước. Chiều cao là 1m05. Cao 1m05. Hết tán của nó 1m rưỡi. Tán là 1m50. Dạ thì giá giao lưu với anh chị em mình là 75 triệu. 75 triệu. Bao ship luôn chậu. Bao ship luôn chậu. Dạ. Quá đẹp mắt, anh chị em mình cũng nhanh tay lên để sở hữu những tác phẩm đẹp. Rồi em giới thiệu cho anh chị em mình là một cây tùng đổ hàng rất là lớn nha. Siêu khủng rồi. Dạ. Siêu khủng quý vị. Chắc phải Thanh Phú phải lùi xa hết mấy quý vị để anh chị em mình xem tổng thể một tác phẩm tùng siêu to. Đây anh chị em mình cùng xem. Dạ hàng này là tùng trái không có vê bổ luôn nha anh chị em. Quá to quý vị. Được vào một cái chiếc chậu khá là đẹp mắt. Cây này thì cũng được phân tán, làm cũng rõ ràng. Cây này to chắc là khó đo quá ha. Em cũng nhớ được cái thông số của cây. Mình cũng đạo được kích thước ha. Tác phẩm này thì nói chung là nó rất là giá trị. Anh chị em mình phải liên hệ nhà vườn và kết bạn Zalo. Rồi có những gì mà anh chị em mình yêu cầu nhà vườn sẽ quay trực tiếp thêm. Bởi vì cái tác phẩm này nó khá cao. Nếu quay là phải trèo tuốt lên đấy. Nhưng mà tổng thể tạm thời để mình chia sẻ những cái hình ảnh đi. Dạ. Và nếu có anh chị em nào có nhã ý thì lúc đó mình chia sẻ nó kỹ hơn. Dạ, đúng rồi. Không? Rồi, giờ okay. Em chia sẻ những cái chi tiết của cây là tùng trái, hàng không có vê bổ gì hết nha anh chị. Tùng trái. Đó. Cái hoành của nó là 50. Hoành 50. Cao tầm 50 luôn nha anh chị em. Cao 50 thì hết tàn của nó này là tầm khoảng 3m rưỡi cho đến 4m. 3m rưỡi, có thể là hơn 3m rưỡi. Dạ. Nếu anh chị em mình có một cái sân vườn rộng hay là một gian nhà lớn, đặt tác phẩm này vào thì quá là tuyệt vời. Kéo. Rồi vào phía bên đây thì em quay tiếp cho anh chị mình một cây tùng kim cương nữa nha anh chị em. Kim cương. Dạ. Thân co quá đẹp luôn anh chị mình ơi. Tạo cái co thân rất khéo. Đây anh chị em mình xem cái bộ thân, cái đường thân đi. Tuyệt vời. Kim cương. Gốc la hán nha. Gốc la hán ghép kim cương. Dạ. Đấy. Đây, cái độ co này, đi rất là đẹp. Tuyệt vời không quý vị. Lắc toàn bộ đi ra. Được phân tán ghép kim cương. Đế thì nói chung cũng tạm ổn. Đấy, dàn đế đây nè, phần rễ này rất đẹp nè. Nó chạy tích tới bên này luôn nè. nên là đứng rất là vững, đẹp mặt đế. Có mặt sau nó có bị lũa ngay đây chút xíu nha anh chị. Cuốn rất là đẹp rồi. Dạ nó cuốn rồi, cuốn rất là đẹp luôn. Và trên đường lưng trên này cũng có một đường lũa trên này, dạ. Cũng là cuốn lại. Rồi em xin phép báo thông số gửi đến anh chị mình cùng xem luôn nha. Hoành cổ thân, hoành là 30, chiều cao là 75, cao 75. Hết tàn của nó là 1,5 m luôn nha anh chị em, 1,50 m, tán 1,50 m. Dạ, thì giá giao lưu với anh chị mình là 30 triệu. 30 triệu, bao chậu luôn, bao ship luôn chậu. Dạ. Rồi, ok. Rồi, tiếp phía và phía bên này có một số size lớn cũng là tùng. Tiện thể nhà vườn cũng chia sẻ để gửi đến anh chị em. Những cái tác phẩm size lớn, tác phẩm tùng khá đẹp mắt. Hàng tùng đổ to nha anh chị. Cái này cái cốt cũng khéo này, anh chị em cùng xem và để ý cái phần cốt này. Nó vặn cái đoạn đề ba đó rất đẹp. Nó trải xuống phần này giống như một cái dòng chảy tuyệt vời. Hàng này thì bên em hàng lớn như thế này bên em cũng có số lượng là 4 cây. 4 cây. Dạ, 4 cây đổ nó giống nhau như thế này ha. Size lớn. Dạ. Anh chị em mình mà chọn lọc ra một cặp để về trang trí cho không gian vườn nhà. Tuyệt vời ha. Đây, mặt bên này cây khá là liền về cốt. Dạ. Còn về tán, về râm cũng bắt phân chi rõ ràng. Rồi, về kích thước, về thông số. Hoành vị trí này là 70. Hoành 70, cổ thân. Chiều cao nó là 70 luôn ạ. Cao 70, tính từ mặt chậu. Hết tán của nó thì tầm khoảng 2,5 m nha anh chị em. 2,5 m. Dạ. Về tán. Hàng này anh chị em mình mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em nha. Rồi, ok. Dạ. Tán nó đổ ôm rất là đẹp. Rồi, vẫn tiếp tục. Tùng to đẹp đây anh chị em. Một tác phẩm tùng tuyệt vời quý vị. Cây này cái thân của nó chắc mình ôm không hết đâu. Quá to. Cái này hoành ở đây là 1,15 m. 1,15 m. Dạ, hoành 1,15 m. Cây trực mà nục cốt, vót ngọn, được phân tán. Hiện tại thì cây đang cho lọc non. Khá là đẹp mắt. Được vào một chiếc chậu. Tuyệt vời. Chậu này tầm 1 m. Chậu 1,5 m nha anh chị em mình. Chậu 1,5 m. Dạ. Ồ, một chiếc chậu khá lớn thì anh chị em mình mường tượng cái kích thước của cây tùng. Đặt vào cái tác phẩm này quá là tuyệt vời. Ồ, quá đẹp vì mặt sau. Mặt sau cũng tuyệt vời. Thì hàng này hoành là 1,15 m, cao nó là tầm khoảng 2 m. Cao tầm 2 m. Dạ, hết tàn nó tầm khoảng 2 m luôn nha anh chị em. Đấy, anh chị em mình cùng xem và tham khảo. Để Thanh Phú lùi xa mấy anh chị em mình cùng ngắm tổng thể một tác phẩm tùng. Rồi, quá chi là đẹp mắt. Tác phẩm này chắc anh chị em liên hệ nhà vườn đúng không? Dạ, liên hệ qua số điện thoại giúp em. Rồi, ok. Rồi tiếp là một tác phẩm mùi quế đây anh chị. Mùi quế. Mùi quế dân trực. Ồ, cây này cốt già ha. Quá già. Đây, về form, về dáng. Tổng thể xa xa anh chị em mình xem. Đây về mặt đế. Đế trải đều. Hầu như là là cũng kín cả chậu rồi. Dạ. Cốt nuôi cũng khá lâu. Cốt này nuôi lâu. Râm dày, dày tán hết rồi quý vị. Cũng khá là đẹp mắt. Đặc biệt người quế thì cho hoa rất là thơm. Đây là sắp sửa nó đổ kín cả cây rồi nè quý vị. Rực một cây hoa này thì mùi hương thơm tuyệt vời. Dạ, dòng này là dòng lá sắn bông chùm nha anh chị em. Lá sắn bông chùm. Bông kín cả cây hết rồi. Tuyệt vời. Đúng thời điểm anh chị em mình mà có giao lưu về đặt trước sân vườn hay là trước ngôi nhà, hoa rực cây là tuyệt vời. Rồi mình báo về kích thước. Hoành là 66. Chiều cao của cây là 1m. Cao là 1m. Hết tán là 1m50. Hết tán là 1m50 anh chị. Tán 1m50. Dạ. Thì cây Nguyệt Quế này giá giao lưu với anh chị mình là 55 triệu nha. 55 triệu. Bao dạ. Ship luôn chậu. Dạ. Rồi, ok. Rồi, vẫn tiếp tục. Tùng. Hai cây tùng trực phía bên đây. Hai cây tùng, dạ. Hai tác phẩm tùng quý vị. Có một cúc ổi rất đẹp, dễ thương. Những cây size lớn thì khó bưng bê quý vị, nên để tại vườn. Chia sẻ mong anh chị em mình xem video cùng thông cảm. Thanh Phú sẽ cố gắng chi tiết rõ hơn, kỹ hơn để anh chị em xem, tiện thể giao lưu với nhà vườn. Anh chị mình mà muốn biết chi tiết cây này thì cứ kết bạn Zalo giúp em, thì em sẽ quay kỹ rồi em gửi cho anh chị em mình. Kết bạn Zalo. Dạ. Anh chị em mình có nhu cầu những cái chỗ nào còn thiếu sót. Đây quý vị, Thanh Phú đã lùi xa lấy được hết bóng của cây. Cũng khá là đẹp mắt. Cây này thì mặt đế thì tuyệt vời rồi. Ở dưới phần dưới này nó to. Nó to nó vót đi lên trên. Đấy, cốt nó lắc lên trên đó. Được phân tán. Đây là mặt sau. Mặt sau cũng khá là ok rồi. Cây đang bung lọc non. Lọc non, rất đẹp. Rồi, về kích thước. Hoành là 84 nha anh chị em. 84. Cao thì tầm khoảng 1m50. Cao khoảng 1m50. Hết tàn của nó là 1m8. Tàn 1m8. Dạ, thì hàng này anh chị mình cần thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em nha. Em xin phép rồi, không nói okay. Dạ. Đây. Tiếp theo cũng là một cây tùng size to nữa. Anh qua đây, anh qua đây em. Tại cái chậu này có thể xây được. Chậu này mình xây được ha. Dạ. Ồ, mặt đế quý vị xem mặt đế. Tuyệt vời không? Mặt đế quá tuyệt vời. Rồi được rồi. Anh chị em mình ngắm rất là rõ nè. Khôm tán, tổng bóng, tổng thể cả cây. Cây này cũng, cây này với cây mà anh Phú mới vừa quay cũng có thể vào được một cặp. Đúng rồi, trực cho anh chị mình một cặp. Dạ. Cây vừa rồi. Đây, anh chị em mình xem nè. Những cái đoạn lắc của thân. Tuyệt vời không? Rồi, ok, mặt đế đây. Anh chị em xem mặt đế. Mặt đế tuyệt vời không? Nó lắc này, nó lắc đoạn này đi lên nè. Nó lắc bắt đầu đi lên. Bắt đầu tạo các cái tán. Về dàn cán cũng như dàn trong. Đấy, xây dựng, phân bổ cũng rất là chi tiết rồi. Em xin phép gửi đến anh chị em mình phần thông số nha. Rồi, về kích thước. Hoành là 85. 85. Cao là tầm khoảng 1m9 nha anh chị. Cao khoảng 1m9. Hết tàn của nó tầm 1m9 luôn. Cũng khoảng 1m9. Dạ. Thì hàng này anh chị mình cần thì cứ liên hệ qua giúp em. Rồi ok. Dạ. Anh chị em có nhã ý mình tham khảo một đôi. Tức là cái cây trước với cây vừa rồi đây, nó thành một cặp. Rất đẹp mắt. Rồi sao em? Tiếp tục. Rồi mình tiếp tục qua phía phần bên kia nha anh chị. Rồi, Phú mời anh chị em mình đi qua phía bên này. tiếp tục những tác phẩm tùng size lớn. Rất nhiều cái tùng to quý vị, size rất là lớn. Anh chị em mình cùng tham khảo. Có một số cây mà nhà vườn báo giá, còn một số cây là không báo giá. Anh chị em mình xem clip cùng thông cảm. Dạ đây. Đây. Rồi tiếp tục. Tùng la hán. Tùng la hán. Dạ. Cây này là vào chiếc chậu đẹp rồi. Cây này thì em vừa xả kẽm nên em chuẩn bị làm lại bộ phân tàn nha anh chị em. Mình mới xả kẽm. Dạ vừa. Dàn cán cũng như dàn đâm mình xả kẽm để tiếp tục lại mình cân chỉnh lại thêm. Dạ. Đây mặt đế và cốt này nó cũng trải đều, cốt khá lật luôn. Chị em xem bộ già này, đẹp ghê chưa, lực cốt trên này nó vót lên trên, nó nhỏ xíu thôi, cây này nó vót lên trên. Dạ. Để mình xem luôn phía bên này. Ở phía bên này cũng khá là đẹp. Rồi về kích thước anh chị em cùng để ý. Hoành 80. Hoành 80. Cao là 1m2. Cao 1m2. Hết tán của nó là 1m6. Tán là 1m6. Dạ thì hàng này anh chị mình cần thì cứ liên hệ qua giúp em nha. Rồi anh chị em mình có nhà ý thì hãy nhấc máy lên. Đây. Liên hệ nhà tiếp vườn. Là một cây tùng nhắn bay lên anh chị mình đây. Đây. Đẹp quá. Chung cây tùng này rất là đẹp cho anh chị mình nha. Hàng tùng mà hết sẹo hết. Cây là liền hết sẹo luôn rồi. Cây liền tít. Dạ. Đấy anh chị em mình xem tổng bóng được vào chiếc chậu đẹp rồi. Về cốt, về đế. Đây mặt đế. Mặt đế tuyệt vời không quý vị. Đấy vàng cốt, cốt cành, cốt cán, tay lực. Đoạn này nó lắc này. Đẹp, nó nhào chỗ đây. Tuyệt vời. Còn lại về phần bên trên, về độ co lắc, nhà vườn làm cũng kỹ và cân chỉnh, nói chung là đi vào cái nề nếp đó quý vị. Dàn râm thì cũng tương đối ổn. Đây mặt đế. Ồ, mặt đế thì tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời mặt đế rồi. Cái này không thương không thẹo liên tích. Đặc biệt là vót ngọn. Anh chị em mình hãy nhấc máy lên để sở hữu cái tác phẩm này rất đẹp. Rồi chia sẻ về kích thước. Hoành là 83. 83. Chiều hoành cao nó một tầm khoảng 1m4 anh chị em. Cao là 1m4. Ở tán nó tầm khoảng 2m rưỡi. Tán khoảng 2m rưỡi. Dạ. Thì hàng em cũng xin phép không báo giá cho anh chị mình nha. Rồi anh chị em mình có nhà ý thì hãy nhấc máy lên. Đây vào tiếp phía trong là 5 tác phẩm tùng Đài Loan. 5 tác phẩm tùng Đài Loan. Đài Loan Gin nha anh chị em. Cây này đang thả đất ha. Dạ. Đang thả đất quý vị. Cũng có thể là anh chị em mình sở hữu là nhà vườn bó bầu gọn lại đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, bó bầu lại. Anh chị em mình về là chỉ một là thả những cái đồi thông hay là đồi để anh chị em mình trang trí, hoặc là mình vào chậu. Nói chung là tùy thích. Tất cả những cái form dáng này là khá là đẹp để anh chị em mình tiện thể cùng ngắm cùng xem. 5 tác phẩm này chắc anh chị em mình kết bạn Zalo đi, nhà vườn gọi trực tiếp rồi theo nhu cầu của anh chị em. Hàng này là cái hoành trung bình nó là 80 hết nha anh chị em. Hoành tầm 80. Dạ 80. Đấy có những cái cốt cách thế gian. Anh chị em mình tiện trang trí cho những không gian thích hợp. Mỗi tác phẩm nó có mỗi cái dáng khác nhau quý vị. Dạ. Đây anh chị em mình xem cái phía bên này hai cây bên ngoài này. Thì hàng này nó nằm giá là từ 90 cho đến 130 triệu một cây. Từ 90 đến 130 triệu một cây. Dạ. Anh chị em mình có nhã ý thì kết bạn Zalo nhà vườn, mình gọi trực tiếp tham khảo thêm. Ví dụ như tác phẩm nào hay là sở hữu cả bộ sưu tập 5 cây để về trang trí cho không gian vườn nhà. Dạ. Hoặc là một vài cây gì đó. Dạ rồi, thì giờ em mời anh Phú tiếp một cây cuối cùng của clip ngày hôm nay luôn nha. Cũng là một cây tùng dáng trực đây. Rồi tiếp tục chia sẻ anh chị em một tác phẩm tùng la hán. Ok, tùng la hán. Cây này tông cao thoát thân ha. Dạ. Khá là đẹp nha, tuyệt vời. Cây này mà có sân vườn rộng ha, trang trí vào, đặt một chiếc chậu cao cao lên nữa, một chiếc đôn cao cao lên nữa là tuyệt vời. Rồi, mời anh chị em mình cùng ngắm. Cái mặt đế trải, mặt đế trải. Cây này cũng khá là già rồi. Cây sạch sẽ hết từ gốc đến ngọn luôn. Đấy anh chị em mình xem, làm cũng rất là kỹ. Về mặt đế, phía bên này rễ nó trải kín cả chậu rồi nè, nó ra tuốt tới cái thành chậu rồi nè quý vị. Dạ. Nói chung là đẹp hai mặt, quá tuyệt vời. Được phân tán rõ ràng hết rồi. Cây này nói chung nó liền cây lắm nha anh chị. Liền cây. Dạ. Trên đó nó lắc cái chủ trên đó hay. Dạ. Nó phót lên còn bé xíu thôi. Đấy quý vị, sắp tới là nó bung lọc non nữa là tuyệt vời. Rồi, thì em xin phép gửi đến anh chị mình phần thông số nha. Về kích thước, hoành 87. Chiều cao của nó tầm khoảng 2,5 m. Khoảng 2,5 m. Hết tàn của nó là tầm khoảng 1,8 m. Tán khoảng 1,8 m. Dạ. Thì hàng này anh chị mình cần thì cứ liên hệ qua giúp em nha. Các bạn Zalo thì em sẽ gửi chi tiết cho anh chị mình xem thêm. Rồi, anh chị em mình có nhà ý thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Thì đây cũng là cây cuối clip ngày hôm nay em gửi đến anh chị mình. Cũng rất mong anh chị mình đón xem hết clip và ủng hộ cho nhà vườn rất là nhiều. Em cũng em xin chào anh Thanh Phú và chào tất cả anh chị mình. Hẹn gặp lại anh chị mình vào những video kế tiếp của anh Thanh Phú quay cái vườn em gửi đến anh chị mình nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa nha. Rồi, dạ. Chào em. Rồi thì vừa qua Thanh Phú cũng có chuyến đi miền Tây, ghé lại vườn bonsai của Ánh Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, và ghé thăm một khu vườn bonsai cũng khá là nhiều tác phẩm, đặc biệt là về tác phẩm tùng, chủng loại cây tùng khá là nhiều. Và để chia sẻ cuốn video gửi đến quý vị cùng anh chị em cùng xem cũng như cùng tham khảo giao lưu nhà vườn. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị cùng toàn thể anh chị em mình hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại có trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo. Thanh Phú xin phép để dừng cuốn video này. Mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng đón xem tiếp những tập tiếp theo của khu vườn này. Thanh Phú sẽ chia sẻ nhiều tác phẩm tùng, có nhiều size cũng như nhiều kích cỡ, và có một số chủng loại cây khác để giới thiệu cùng anh chị em để giao lưu. Rồi Thanh Phú xin chào quý vị.